Bây giờ mình cắt bánh các bạn. Đây là bánh chuối nướng ha. Đây mẹ sẽ cắt ra một miếng. Mình cắt ha. Dạ. Cắt miếng ba lớn gì phải Dạ. không? Rồi, rồi để nó xuống luôn ạ. Xuống luôn. Để xuống luôn. À, các bạn thấy không? Rồi, bây giờ mình sẽ xem lại các công đoạn bánh chuối ha. À, em chào cả nhà. À, hôm nay mình sẽ ăn cái món bánh chuối nướng nha. Bánh chuối nướng thì nó có rất là nhiều kiểu. À, bánh chuối mà các bạn bó với nếp á, à, nướng. Rồi bánh chuối được rồi là mẹ bó với bột khoai mì. Còn hôm nay là bột gạo, phải không ạ? Bột gạo với bột năng. À, bột gạo với bột năng các bạn. Cho Nhưng vô mà gạo chuối á, mình không có để nguyên trái giống như các loại kia mà mình sẽ sắc xắt lát xào, ra. sắc Ha. xào Mẹ xắt ra mà xào. xào Rồi, đường. mình quay chi tiết cho các bạn xem nè. Để các bạn thử nhiều món bánh chuối nướng coi cái nào các bạn thích thì mình thử nghiệm cái đó ha. À, các bạn, bây giờ để coi mẹ cân chuối nè. Ở sau kệ phải cân mà, mình không dám chừng ha. Căn nhiệm nó vừa bột với vừa Dạ. chuối. À. Ví dụ như một ký chuối thì mẹ làm 350 gram bột. 1 ký chuối là 350 gram bột. Cái này 450 luống tô như là À. 400 gram. Mẹ làm 150 bột. Rồi các bạn cứ nhắm chừng vậy ha. Cứ nhắm chừng theo tỷ lệ đó, đặng mình khỏi phải dư cái này dư cái kia. Mẹ sắc mẹ bỏ đường chứ mẹ xào á. Dạ. Xào rồi Nó sao mẹ. trước hả mà sao không không Xào. bỏ chung người nướng luôn mà. Nó không có nát chuối ra bằng mình đem mình xào. À, mình xào trước cho nó nát ra hả? Vậy nó giống như là nó sẽ trộn lẫn chung với bột hả? Nó không có nguyên miếng gì mà nó hơi nát hơn. Nếu vậy sao mình không bỏ vô cái xay sinh tố mình xay? Nó xấu lắm. Dạ. Cái Tức này là nó nó cũng cũng còn còn nửa nghệ thuật phải chừng, không? Dạ. nó còn nửa chừng. Chuối này chuối gì mà? Chú Chuối xứ xứ, hả? người kêu chú sim, người kêu Nếu chú mà mình lấy xứ. chuối khác thì sao? À, gì cũng được phải không? Nó không ngon, Tại chú này nó mới ngọt con ngon. thường thấy họ hay lấy chuối này chiên nướng. Chú này nó ngọt, chú À. khác nó không bằng. Dạ. Chú khác nó không ngon bằng chú sim này nó ngọt Dạ. ngon. À, mình làm cái món chuối này, nếu mà các bạn sau này thích về các món chuối thì mình sẽ tiếp tục ha. Còn nếu mà các bạn thấy ít người thích quá thì thôi mình dừng. Bữa Bây giờ cái nay mình này làm món là mẹ nói là bằng chuối nướng muối hả? Chia vậy mà dịu dịu ăn ha. cho nó dằn. À. Nó ngọt mà nó có cái dằn giống như nấu chè mình dằn mới Thường miết. trong miền Nam thì nếu mà ngọt thì thêm tí mặn các bạn, còn nếu mặn thì tại thêm tí ngọt. Giờ mẹ lấy 150 muối ý đường. À, đây là cái cách nấu của miền Nam ha. Các bạn cứ thử xem sao, coi có hợp khẩu vị mình không. 150 ha. Rưỡi trừ cái tô À, nữa mình đi, đang cân trừ cái tô ra. trừ cái tô nữa đi, cái tô nó 50 gram. Hỏi này em coi gì được rồi đó. Rồi 150 gram đường. Vậy là mà chỉ Giờ mình xuống mình xào xào. đường với tí muối thôi phải không? Mẹ cho miếng nước dừa đi. À, À, này nước nước cốt dừa. dừa. Vậy là sao ta? Canh cũng như lượng hả con? Thường thì Một lít nó một lít là nó một cũng tương đương ngàn. 1 ký hả? Đúng rồi. Một lít nó Nó cũng cũng vậy. gần tương đương các bạn, chứ đúng ra là lít với ký là khác nhau hoàn toàn nha, nhưng mà cái tỷ lệ Cũng mém mém trong vậy nước thì thôi. nó tương đương nhau tí xíu. Giờ mày xuống mày xào rồi mày quậy bọt nha. Dạ. Lát nữa mẹ À, lấy mình sẽ nấu với hai thứ này là bột này trăm nè. rưỡi gram hai thứ. Này là bột gạo nha. Này là bột năng. Làm mỗi thứ 150 hay mà. Hai thứ. 2 thứ là 150. Để đây lát nữa Nhưng mẹ mà xếp cái nào nhiều cái nào ít. hai thứ bằng nhau luôn. Bằng nhau. Dạ. Giờ mình xuống mà xào cái này. À, coi cái mẹ xào các bạn. Rồi xào đi, mẹ đi ấy Đây bột còn nó xào đi. nha. Xào đấy. À, mình xào nghe. Cái này sao giống canh chuối quá ha. Các bạn thấy cái này giống món canh chuối không? Ngày xưa ăn cơm mà không có canh á, xắt chuối ra cũng làm vậy nè. Mà mình không nhớ. Ngày xưa là món chuối với món khoai là dưới quê là quá quen thuộc ha. Con xào đi mẹ lấy bột nha. Thì bây giờ xào sao cho nó bể thôi mà. Con xào đi, xào sôi sôi một chút đi rồi Tự nó bể hả? mẹ lấy bột rồi cái mẹ lấy mau lắm. À, mình dừng ở đây để mình xào cho các bạn chút xíu nữa xong mình quay tiếp.
giống như nó tơi ra hơn mà mình sắc rồi mình hấp liền á không? À các bạn, mẹ xào nó tơi rồi nè. Ừ. Còn nếu mà nấu canh chuối sao quên rồi mà. Nấu canh chuối ha, có người xào gì đổ nước sôi vô. Tức là xào với đường. Rồi. Rồi đổ nước sôi vô. Còn có người thì người ta bắt nước sôi thả chuối vô, người ta không thích xào. Nhưng mà mình nấu với đường đúng không? Cũng đường không à, người dặn tí muối, dặn tí muối vậy thôi. Thành canh chuối hả? Thành canh chuối. Hồi xưa ăn món đó không ha? Ăn nó dễ nấu. À các bạn, bột năng với bột gạo là tỷ lệ 1:1 ha. Hai cái mà cộng lại, hai cái cộng lại là nhiêu quanh rồi? Mẹ lấy nếu mà so với tỷ lệ 1 kg chuối thì là 350g bột. Rồi các bạn nhớ ha. Còn nước cốt dừa thì nếu mà 350g bột thì bao nhiêu nước cốt dừa? Nãy mẹ lấy có không, con nói nếu nếu mà như 350g á, cứ lấy nước bằng với bột đi, tại nước vì chuối nó mềm ha. Con mình phải làm tức gì? Là cái trọng lượng chuối trọng lượng nước các bạn bằng với trọng lượng bột cộng lại nha. Rồi ok, rồi giờ mẹ nghe quậy nè. Nhưng mà cái này mẹ làm ít hơn nha các bạn, tỷ lệ nửa thôi, nửa. Nãy giờ mình nói 1 kg chuối này có nửa cái chuối à. Tỷ lệ bột với đường là như nhau phải không? 1:1. Vậy cũng dễ nhớ ha. Trọng lượng bột với nước cốt dừa là như nhau 1:1 nè. Rồi trọng lượng bột với đường cũng là 1:1 luôn. Nhưng mà nếu các bạn thích ngọt hơn hay là lạt hơn thì mình sẽ giảm. Vậy được rồi ha con. Dạ. Nó xào vậy đó xem, xào chuối nó tươi tươi, nó không có phải như hồi mà mới sắc. Mới sắc thì nó khác, mà mình xào vậy nó mới tươi sắc đó. Mới sắc thì nhìn nó cứng ngắc hơn. Hồi này nó hơi tươi tươi chút. Mẹ xào vậy đó. Nè bọt quậy như vậy nè con, rồi vô này nè nó vừa. Ủa rồi còn nước cốt dừa kia. Hồi nãy cái đó nó dư. Dư hả? Vậy là mẹ cân đúng cái tỷ lệ đó. Nãy mẹ nói là lấy phần nửa cái thố đó. Dạ. Nó đặc đặc gì cái này vô nữa nó mới vừa chứ con quậy lỏng cái này vô là lỏng. Cái tỷ lệ nước cốt dừa nãy mình hướng dẫn các bạn á, tức là giả sử là 350g bột ha thì là 350g nước cốt dừa đó, nhưng mà mẹ lấy một ít trong đó ra mẹ cho vào đây xào rồi. Cái này hồi nãy có 160 nước. Không, thì con biết rồi nhưng mà đang nói tỷ lệ. Mình lấy một ít ra mình xào với chuối rồi nên là còn lại còn hơi ít nữa ha. Mẹ làm gì nướng nhanh chín lắm con. Dạ. Bột mẹ quậy xong rồi, cái này còn nóng nè, mà đổ gì mà quậy. Nhanh chín lắm. Chuối thì chín rồi các bạn. Mình cho bỏ nó bột còn nóng nè, quậy vô nhanh chín lắm. Ủa, rồi cái mình đậy nắp lại gọi là nướng hả? Khoan con, để đây rồi mẹ đi rửa cái chảo. Dạ hả? Ý mẹ nói là quậy bột nó tan lên vậy rồi nữa ha. Dạ. Ha. Rồi dạ. Mẹ cho cái này vô. Ủa, cho chuối trở vô đây. Ý mẹ nói là thành, cái này nó quậy nóng nó thành nè. Cái hỗn hợp phải không? Nó mau nó mau chín lắm. Nó vô cái nó muốn chín bột luôn nè các bạn. Nó mau chín lắm. Cái chuối nó rất là nóng. Nó nhanh chín lắm. Cái này nó giữ nhiệt ghê lắm nha, ăn rồi cẩn thận là phỏng miệng á. Nhưng mà hồi nãy con phải là quậy nước lạnh nha. Nước lạnh cho bột nó mãi ra nhão ra. Các bạn chú ý khi mà nước cốt dừa là nước lạnh nha. Mình quậy cho bột nở rồi sau đó mình mới bỏ chuối để vào. Chuối vậy để nó không được nha. Chứ nó bỏ trước do bị ốc trâu không? Đúng rồi. Nó bị vón cục đó các bạn. Đó. Nếu mà mình bỏ nước sôi vô liền bột bị vón cục cái nở cái không á. Hồi nãy mẹ quậy trước cho nó nở ra rồi. Nó tan ra rồi. Đó. Vậy đó. À, mẹ bỏ trước nữa là mẹ mới bỏ hết chứ cũng không đổ một lượt nữa. Cho nó đều. Rồi vậy đó mẹ là... đi rửa cái chảo này mẹ làm cái chảo này luôn. Dạ, vậy là bột cũng chín rồi ha. Đó, con thấy à. Nó nhanh lắm. Rồi con quậy quậy đi mẹ đi rửa cái chảo, con quậy giùm mẹ cho đều đi. Đó, ngon rồi đó. Nếu mà cái này mình đem đi hấp được không mà? Được. Hấp với nướng cũng là một cách làm bột nướng ha. Nướng ngon hơn con. Nó thơm hơn rồi, dạ. Đây các bạn. Hỗn hợp gồm có bột gạo. Rồi bột năng, đường, chuối, nước cốt dừa, rồi hết rồi. Con quậy đi ha, bắt lửa lên. Lớt mẹ đang cho nóng lên. Mẹ lót lá chuối hả? Ủa sao quậy hoài vậy ta? Con quậy đi cho đều. Quậy cho đều.
Nè, cho anh tí có lẽ mình quậy cái này đều ngập tất nấy dạ. Nếu mà nước lạnh thì mình chờ cho nó nở, còn này quậy nước nóng mình không có chờ nó nở dạ. Nè, cho tí dầu để cho tí nó không bị dính chảo. Ờ, rồi mình lót lá chuối xuống thôi mẹ. Lót lá chuối nữa nó không có khét. Mà các bạn thấy cái chảo với dầu thì các bạn nó mua món chiên à, các bạn gọi xong được á, miễn chín được rồi ha. Rồi và có dăng, dăng mà có nước đâu á. Nước dăng. Tắt đi để nó khét cái lá chuối. Cái lá chuối hay quá ha, món nào cũng chơi lá chuối ha, món bánh. Nãy giờ mình quậy đây nè, một tay quậy một tay quay phim nè, nãy giờ xém nó tát nó xuống đất rồi đó. Nói chuyện khỏi coi dễ nhịn ăn luôn. Không biết sao mà cho chảo nóng đặng lá chuối nó vô đây nó chừng phòng tay đó mà không dạ. Có nó cho vô đây đặng nó nằm như theo cái chảo chứ không ấy nó giòn dạ. Nó dịu rồi nè. Cái chảo không nóng cái lá chuối này cái ngắt hà nó rách à. Giỏi không? À, tay này thì làm việc, tay kia quay phim nè. Đó, cái chảo nó nóng rồi cái lá chuối nó mới nằm xuống theo chảo, con thấy không? Dạ. Yeah. Chứ mới nó rất nó dịu xuống đó các bạn. Mình mới hái vô nè, nó giòn rụm nè. Rồi, mềm nữa. À, bữa nay mình ăn bánh chuối nướng này là kiểu bánh chuối chuối nướng nguyên tấm, nguyên miếng bột á. Chứ không phải là bánh chuối nướng trái nha. À, nếu mà các bạn thích coi bánh chuối nướng trái mà với bột dừa, có gì mà bột khoai mì à, thì các bạn xem lại video cũ. Các bạn có thể đánh chữ trên YouTube á, Nam Việt bánh chuối à, rồi ra rất là nhiều món bánh chuối luôn. Rồi, nó cho nó vô. À, có nhiều bạn muốn xem nhiều cái món bánh thì không biết là kênh Nam Việt có hay không thì các bạn cứ gõ thử. Ví dụ giống như lên YouTube ha, các bạn đánh chữ Nam Việt bánh bò à, hay là Nam Việt bánh tiêu thì nếu có thì nó sẽ hiện lên hết rồi các bạn. Nhưng mà thường mấy món thông dụng thì mình có rất là nhiều. Và từ từ bây giờ tới Tết sẽ có hầu hết các món ở miền Tây luôn cho các bạn xem á. Rồi để cho bột vào ha. Nãy giờ quậy mỗi tay thở cũng chết luôn. Rồi vậy mình cho lửa nhỏ này đi nắp lại ha. Để riu riu thôi bạn. Ừ. Khoảng bao lâu chín nè? Khoảng 20 phút. 20 phút rồi. Ừ. Rồi khoảng 20 phút nữa là mình sẽ ra lò món bánh chuối nướng nha các bạn. Một lát nữa mẹ ấy miếng dầu với hành với muối nữa. Rồi sao thử ta, cũng lấy cái cây cây tăm sọt xuống. Ừ. Sọt xuống kéo lên nếu mà còn bột thì chưa chín các bạn. Láng là láng là chín. Mà đậy chín xíu. Rồi mà đậy nắp nó lại. Dạ. Con nhanh mình, để cái lá chuối lên trên cái chảo mà cho tí xíu dầu bên dưới cho không khét. Rồi để lửa riu riu, dầu trên đó hả? Ừ, dầu trên mặt lá chuối một chút xíu nữa. À, trên mặt lá chuối. Nói mà ti đó dạ. Rồi, bây giờ đây 20 phút sau là mở ra thưởng thức. Rồi mẹ sẽ sắc hành, dầu với muối mà ti lên mặt. À, còn dầu hành ti mặt nữa các bạn. Ừ. Ngon lắm. Dạ. Cũng tầm 20 phút rồi, bây giờ để coi mẹ thử ha. Đã chín chưa? Nó dễ lắm con. À, coi mẹ lấy cái tăm mẹ chọt luôn rồi. Nó trong suốt rồi nè. Nãy mẹ thử một lần rồi phải không? Nó phình lên mẹ chọt ngay chỗ cái phình cao cái nó bể cái bong bóng nó ra. Nó sạch, nó không có dính bọt. Dạ, rồi. Dạ thử cho các bạn thấy đó. Nãy nó phình bóng cao vậy mẹ chọt cái nó bể cái bong bóng. Giờ mẹ nhắc nó xuống. Dạ, nhắc xuống ha. Để mẹ cắn dầu nha. Dạ. Ấy lửa nhỏ vậy đó. Rồi giờ các bạn coi mẹ làm cái dầu nè, dầu hành. Cơm ra cho. Nó còn sôi sùng sục luôn nè. Nướng ngon khác con. Bỏ muối trong hành luôn đi. Mẹ bỏ món muối trong hành luôn. Rồi các bạn bây giờ dầu nóng nè, mẹ cho tí muối ha. Tí muối vô hành nè. Vô hành. Dạ. Đó như vậy nè con. Dạ. Rồi, hành nóng là tắt lửa luôn. Dạ. Rồi, cái này gọi là dầu hành nè. Xào cho nó xìu xuống không ạ? Ừ. Lấy cái trét lên nền bánh chuối. Nếu mà con không tắt lửa, để hành nó héo nhiều không có ngon. Dạ. Cái vừa nóng là xong rồi. Vừa héo thôi, ừ.
chứ mà con để cái chảo nó còn nóng lâu quá cái hành nó khô là không có ngon, vì nó mới ngon là nó còn tươi tươi á không. Rồi em lấy bánh ra ha, sôi xong rồi đó giờ tắt lò nè. Tắt lò rồi mình rinh bánh vào đây tắt rồi hả? Nguội bánh các bạn, nóng không? Nóng. Nguội rồi ta, nó dạ. Bớt nóng rồi. Nè. Rồi mẹ bưng cái miếng bánh chuối này nè. Mẹ lấy cái lá ra, mình chừa lá ra nè. Dạ. Chừa cái lá chuối ra. Lá chuối ra. Lá chuối ra bị cháy nè. Nè, bây giờ nóng. Đó, vậy đó. Còn một chút, một miếng nữa. Còn nhiều ở dưới còn nhiều. Vậy là mình gỡ nó ra đi. Này cái máy dưới nè, mày dở cho con coi nè. Dạ. Này các bạn. Này lá chuối. Rồi gọi lá chuối ra ha. Cái dưới vàng vàng ngon. Mày ấp nó lên. Đó. Đó. Nó vậy đó. Hấp dẫn chưa? Thấy không? Rồi thì các bạn sẽ coi chỗ nào cháy thì mình sẽ bỏ ra ha. Quá, này lá chuối còn dính. Lá chuối ha. Dạ. À đây lá chuối các bạn. Gỡ ra hết rồi bị cháy nè. Này lá chuối nè. Đây là cháy là lá chuối thôi. Ừ, nãy mẹ nói để miếng lá thì mà mẹ quên nữa chứ. Lên mặt hả? Để miếng lá ở dưới đất nè mẹ quên. Đó. Rồi, xong rồi. Cháy nè con. Nè, nó vậy nè. Các bạn. Rồi, mình bỏ đi phần cháy là xong ha. Nó vậy đó. Nó không cháy bên ngoài, chỉ trừ chỗ nào bị thiếu lá chuối thôi. Rồi. À, mẹ chi vào hành. Cái này mình làm nó mặn mặn thôi. Chứ mình không có bỏ đường. Rồi cái bánh thì nó ngọt ngọt, mình ăn với dầu hành mặn mặn ở trên. Thơm thơm ngon. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, tạm biệt và hẹn gặp lại.